đoàn viên thanh niên và các chiến sĩ tình nguyện đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến, thêm kiến thức hay đánh bay COVID-19. Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, như chúng ta cũng đã biết, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp và hiện tại đã lan ra 58 tỉnh thành trong cả nước. Và trong đó thì thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận đang là điểm nóng trong đợt dịch bùng phát lần này. Và trong thời gian từ ngày 9 tháng 7 năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đã thực hiện việc giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày. Và điều này cho thấy mức độ lây lan và nguy hiểm của dịch bệnh ngày một lớn. Cho nên, việc chúng ta có thể tự cung cấp những kiến thức cho bản thân, góp phần tăng cường sức khỏe cho cả gia đình của mình sẽ chính là một việc quan trọng giúp đẩy lùi dịch bệnh cho toàn thành phố và đất nước của chúng ta hiện nay. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ được lắng nghe những chia sẻ, những thông tin đến từ các bác sĩ giúp chúng ta hiểu rõ hơn những nội dung về tình hình dịch bệnh COVID, như là cách nhận biết các triệu chứng khi chúng ta mắc bệnh và cách xử lý, cách chăm sóc sức khỏe, bảo vệ cho bản thân và gia đình, cách thực hiện việc cách ly an toàn, cũng như là cách chăm sóc sức khỏe trước và sau khi tiêm ngừa vaccine COVID-19. Và trong chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức rất hân hạnh được đón tiếp các bác sĩ đến từ trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Và sau đây xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Nam Hà, trưởng đơn vị Tai Mũi Họng, trưởng đơn vị Truyền thông Giáo dục Sức khỏe, phòng khám đa khoa, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Xin kính chào quý vị khán thính giả, chào MC Hoàng Diễm. Và cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thạc sĩ bác sĩ Trần Thị Hoa Vi, giảng viên bộ môn y học gia đình, trưởng đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, phòng khám đa khoa, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Xin chào quý vị khán thính giả, xin chào MC Hoàng Diễm. Và xin cảm ơn các bác sĩ, rất vui vì ngày hôm nay các bác sĩ đã dành thời gian để tham dự chương trình ạ. Dạ, thưa các bác sĩ, trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay, chúng ta có thể thấy là tốc độ lây lan và mức độ nguy hiểm hơn rất nhiều so với 3 đợt bùng phát trước. Và có một con số mà đã được thống kê từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 20 tháng 7, đó là số ca nhiễm mới là 56.479 ca. Vậy thưa bác sĩ, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng hiện nay ạ? Chúng ta thấy rằng đợt bùng phát dịch đợt này có nặng và mức độ lan rộng của dịch bệnh trong cộng đồng có nhiều hơn trước đây, những cái đợt dịch trước đây. Thì hiện nay các nhà khoa học trên thế giới đều cho rằng cái tình hình nặng không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới là do một số biến chủng của loại SARS-CoV-2. Chúng ta đã biết rằng các loài vi sinh vật, trong đó có các virus, thì nó để có thể tồn tại và phát triển trong tự nhiên, qua một thời gian nó có thể biến đổi và chúng ta gọi là các cái đột biến hay gọi là biến chủng để tạo ra những chủng mới. Những chủng mới này nó có một số cái đặc điểm thích nghi hơn với môi trường, có nghĩa là trong điều kiện khí hậu nó đã biến đổi để nó có thể tồn tại lâu hơn, trong cộng đồng nó có thể tồn tại trên những sinh vật ký chủ, sinh vật sống lâu hơn. Thì chúng ta có thể cho rằng trong đợt này một số biến chủng mới như gamma, delta, v.v. khá là thích nghi hơn với môi trường, cho nên nó gây ra sự lan rộng của dịch bệnh nhiều hơn và thậm chí nó tồn tại lâu hơn, nó có thể gây những cái triệu chứng nặng hơn cho cộng đồng. Có thể chúng ta thấy rằng bản thân con virus biến chủng là có độc lực hơn, có mức độ lan rộng sinh sôi nhanh hơn, thì cũng có thể do cái khí hậu vào mùa đông xuân và mùa xuân hè này thích hợp cho vi khuẩn, cho virus SARS-CoV-2 hơn. Chúng ta thấy rằng các nước trên thế giới cũng như Việt Nam chúng ta đã có cảnh giác cao để phòng ngừa sự lây lan và sự gây ra mức độ nặng của bệnh cho con người chúng ta. Thì chúng ta vẫn áp dụng các biện pháp đó chứ chúng ta không có hề lơi lỏng các biện pháp phòng ngừa. Tuy nhiên, chúng ta có thể cho rằng theo ý kiến của các nhà khoa học trên thế giới, độ độc hại của các biến chủng virus SARS-CoV-2 đợt này có nhiều hơn các đợt trước, và khí hậu môi trường của chúng ta trong dịp mùa xuân hè này cũng có thuận lợi hơn cho virus. Có thể đó là lý do chúng ta thấy đợt dịch bùng phát không chỉ ở Việt Nam trên thế giới hiện nay là khá nặng hơn đợt dịch. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Vậy theo các bác sĩ, phương pháp điều trị cho người nhiễm COVID-19 trong giai đoạn hiện nay có nhiều thay đổi gì để theo kịp với tốc độ lây lan của dịch bệnh không ạ?
và vaccine phòng ngừa COVID-19 có tác dụng như thế nào? Các bác sĩ có thể chia sẻ thêm cho toàn thể quý khán giả và mọi người cùng biết được không ạ? Cảm ơn thầy Yến. Thì câu hỏi này có hai phần. Dạ. Thứ nhất thì mình nói cái câu hỏi thứ nhất là về cái phác đồ điều trị COVID hiện nay có thay đổi gì hay không so với trước. Thì từ khi cái dịch COVID bùng phát vào cuối năm 2019 ở Trung Quốc, thì khi đó các nhà khoa học của mình về ngành y khoa thì họ chưa biết rõ về cơ chế gây bệnh cũng như là cái độc tính của con virus này. Nên là trong thời gian cuối năm 2019 thì các nhà khoa học thì vẫn tiếp tục vừa theo dõi rồi vừa nghiên cứu các cái phác đồ điều trị đối với con virus SARS-CoV-2 này. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì cái việc mà nghiên cứu về gen cũng như về cơ chế gây bệnh này, thời gian bệnh, thời gian phát bệnh cũng như là những cái diễn tiến tiếp theo của bệnh thì các nhà khoa học tương đối là đã nắm khá rõ, và hầu như là các quốc gia trên thế giới cũng như là Bộ Y tế của Việt Nam đều có cái phác đồ để điều trị COVID theo những cái diễn tiến và phân độ nặng của bệnh. Thì đó là về phần điều trị. Còn song song với việc tìm ra cái phương pháp điều trị hiệu quả bệnh đó, thì các nhà khoa học trong giới y học đó, họ cũng không ngừng nghiên cứu để tạo ra các loại vaccine. Thì vai trò của các vaccine thì chúng ta thật sự là không thể phủ nhận, vì nó đã được chứng minh bằng lịch sử. Thì các bạn đều biết là các cái dịch trước đây, ví dụ như dịch bạch hầu, ho gà, uốn ván hoặc là sốt bại liệt, thì thế giới cũng như Việt Nam mình đã loại trừ một cách hiệu quả cũng chính nhờ những cái chương trình tiêm chủng vaccine mở rộng. Do đó cái việc mà hiệu quả của vaccine chúng ta không bàn cãi ở đây, và bắt buộc là chúng ta nên theo các khuyến cáo của Bộ Y tế khi mà đến lượt mình được ưu tiên chích vaccine thì mình sẵn sàng đi tham gia chích vaccine. Thì các bạn biết đó, là cái tỷ lệ phủ vaccine cho cộng đồng để nó đạt được một cái ngưỡng để nó bảo vệ cho cả một cái cộng đồng trong một xã hội thì nó phải đạt được một cái tỷ lệ tương đối tùy theo cái tốc độ lây lan của con virus SARS-CoV-2. Thì hiện nay với cái biến chủng Delta thì cái tốc độ lây lan nó nhanh hơn cái chủng cũ là Alpha Delta, cho nên là cái tốc độ của virus hiện tại Việt Nam mình tính toán thì khoảng 70% dân số được chích ngừa thì lúc đó mới có tác dụng miễn dịch cộng đồng và bảo vệ cho mình. Ví dụ một mình được chích vaccine mà xung quanh mình mọi người không được chích vaccine thì một cái khả năng lây nhiễm bệnh của mình vẫn rất là cao. Và những cái người mà không được chích vaccine hoặc là đến lượt được chích mà không đi chích vaccine thì đó chính là những cái nguồn tạo ra biến chủng đột biến virus, giống như thầy Minh Hà có chia sẻ. Cái virus nó luôn luôn thích nghi, thật sự là các sinh vật trên thế giới mình luôn luôn tìm cách thích nghi với lại những cái môi trường thay đổi. Thì cái con virus SARS-CoV-2 này nó cũng luôn luôn, nó bản chất nó lại là một con virus, là một cái cấu trúc phân tử của nó là một ARN. Thì nó cũng không bền và nó rất là dễ đột biến. Và cái việc đột biến của nó là để thích nghi, để lây nhanh hơn cho con người, để gần với con người hơn, thậm chí là độc lực có thể mạnh hơn. Do đó là cái việc tiêm vaccine là rất cần thiết, và mong là được tất cả quý vị khán thính giả đều đồng lòng với lại Bộ Y tế cũng như nhà nước mình khi có chương trình tiêm chủng và đến lượt mình tiêm chủng thì sẵn sàng đi tham gia và không sợ bất kỳ một cái biến chứng hay gì đó khác. Thật ra những các bạn có thể thấy là trong cái thời gian vừa qua đó, có những cái đợt bùng phát dịch sởi hoặc là bạch hầu, uốn ván lại ở Việt Nam mình. Cái điều đó xảy ra cũng chính là vì những cái nhóm anti vaccine. Tại vì chính vì anti vaccine nên một lượng lớn người không được chích nhắc vaccine hoặc là không được chích vaccine thì nó cũng sẽ bùng phát lại dịch. Thì đó là chia sẻ thêm về vaccine. Dạ vâng. Thưa các bác sĩ, thì trong những ngày vừa qua, trên trang fanpage của Đoàn Khối Dân Chính Đảng Thành phố đã chia sẻ về chương trình của chúng ta và đã nhận được rất nhiều câu hỏi thắc mắc xung quanh về vấn đề này. Và ban tổ chức cũng đã tổng hợp và xin được phép hỏi các bác sĩ câu hỏi của bạn Nguyễn Minh Tuấn, câu hỏi đầu tiên ạ. Câu hỏi của bạn như sau. Thưa bác sĩ, giả sử em có tiếp xúc với người mang mầm bệnh SARS-CoV-2 thì khoảng thời gian bao lâu sẽ xuất hiện các triệu chứng? Xin mời bác sĩ trả lời giúp bạn với ạ. Thưa bạn khán giả, tôi mong rằng bạn sẽ không xuất hiện di chứng. Nó vui vậy thôi chứ bạn không phát hiện, bạn sẽ không có di chứng khi chúng ta dù có tiếp xúc với người mang mầm bệnh, nếu chúng ta thực hiện đúng những cái hướng dẫn để phòng chống COVID-19 của các hệ thống y tế như Bộ Y tế, Sở Y tế chúng ta thì chúng ta không lo lắm.
Tuy nhiên cũng như xin nhắc bạn như thế này, nếu chúng ta tiếp xúc với người mang mầm bệnh mà chúng ta không có triệu chứng cũng khoan vội mừng, chúng ta phải lưu ý chúng ta có thể rơi vào một cái nhóm gọi là người mang mầm bệnh không triệu chứng. Như vậy thì cái người mang mầm bệnh không triệu chứng có thể là một cái nguồn lây cho gia đình mình hay cho cộng đồng nhỏ xung quanh mình, cho nên chúng ta lưu ý việc này. Như vậy thì quay trở lại với câu hỏi, chúng ta đều biết rằng người không có triệu chứng khi nhiễm một mầm bệnh có thể người đó không nhiễm, hoặc người đó nhiễm nhưng mà do cái tương tác giữa cái tác nhân gây bệnh mà mình không đủ để gây bệnh thì mình không có triệu chứng, nhưng mà trong cơ thể mình vẫn có thể mang mầm bệnh, thì đó là cái hướng chúng ta cần lưu ý để giúp đường lây lan truyền bệnh ra ngoài. Đối với một người nhiễm bệnh và có triệu chứng thì thường đối với virus sau 5 đến 7 ngày thì chúng ta sẽ có triệu chứng tùy cái cơ thể của mỗi người. Mặc dù có một vài nghiên cứu về SARS-CoV-2 trên thế giới cho rằng có cái thời gian ủ bệnh. Thời gian ủ bệnh là thời gian khi chúng ta bị tác nhân gây bệnh đột nhập vào cơ thể và xuất hiện triệu chứng, có thể lên đến 2 tuần. Tuy nhiên đó là một số trường hợp hiếm hoi và cái đó không đáng kể. Dịch tễ học về cái đợt Covid-19 này đều công nhận rằng thời gian ủ bệnh của SARS-CoV-2 là từ 5 đến 7 ngày. Vậy thì nếu chúng ta nhiễm bệnh sau đó có triệu chứng thì bạn sẽ thấy triệu chứng xuất hiện sau 5 đến 7 ngày sau khi tiếp xúc với những người nghi ngờ hoặc là mang mầm bệnh đã xác định. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Và câu hỏi tiếp theo là đến từ bạn Nguyễn Thị Thương. Câu hỏi như sau. Thưa bác sĩ, em được biết đợt dịch này lây lan mạnh do chủng mới của virus COVID-19. Vậy bác sĩ có thể cho em biết chủng mới của virus khác chủng cũ như thế nào và dấu hiệu nào cho biết là người bệnh đã mắc chủng mới? Và nếu như mắc chủng mới thì khả năng tử vong có cao hơn chủng cũ hay không, thưa bác sĩ? Cảm ơn bạn Phương. Trả lời câu hỏi của bạn Phương như sau. Hiện nay ở Việt Nam mình có xuất hiện cái chủng Delta, thì các giới nhà khoa học nghiên cứu rõ thì xác định được cái chủng Delta này có tốc độ lây lan nhanh hơn, cái thời gian ủ bệnh nó cũng ngắn hơn. Về cái khả năng gây bệnh nặng thì nó cũng vẫn có khả năng gây bệnh nặng trên những cái bệnh nhân có yếu tố nguy cơ, ví dụ như bệnh nhân béo phì có chỉ số khối cơ thể lấy cân nặng chia chiều cao bình phương nó lớn bằng 30 kg trên mét vuông. Và những cái người có bệnh nền, ví dụ như các bệnh tiểu đường, bệnh tăng huyết áp, xơ gan vân vân, rồi những cái đối tượng lớn tuổi, lớn bằng 65 tuổi, thì đó là những cái đối tượng nguy cơ mà cái bệnh nặng nó rất là dễ có thể xảy ra trên đối tượng này. Còn cái việc mà để biết là mình nhiễm chủng mới hay chủng cũ thì thật ra trên triệu chứng lâm sàng hay là diễn tiến lâm sàng thì mình không thể xác định được, chỉ khi mà mình nhiễm rồi và khi mình làm PCR hay gì đó thì mình có thể phân tích gen thì mình mới biết được là mình có nhiễm chủng mới hay chủng cũ. Vâng. Và câu hỏi tiếp theo em xin phép gửi đến các bác sĩ là câu hỏi đến từ bạn Lê Thị Hiền, bạn đến từ Sở Khoa học và Công nghệ. Bạn hỏi về những con đường lây nhiễm COVID-19 trong môi trường nước như là đi bơi hay quan hệ tình dục, lây từ mẹ sang con hay lây trong không khí. Và theo các bác sĩ thì hiện nay con đường lây nhiễm nào là phổ biến nhất? Và bạn Hiền của chúng ta cũng quan tâm đến những di chứng sau khi mắc COVID-19 ạ. Và cùng với chủ đề này thì cũng có một bạn đặt câu hỏi khá là liên quan đến chủ đề, đó là bạn Lê Nguyên Vũ, bạn đến từ Đoàn Cục Thuế Thành phố. Câu hỏi của bạn là nếu trong trường hợp ở môi trường kín thì dù có đeo khẩu trang, không ho, không hắt hơi, không nói lớn tiếng thì F0 có khả năng lây bệnh cho người xung quanh là bao nhiêu phần trăm và có trường hợp nào đã đảm bảo thực hiện đủ 5K nhưng mà vẫn nhiễm bệnh không ạ? Thưa hai bạn khán giả, xin hai câu hỏi này thì nó có, tôi nhận thấy có hai phần lớn. Thứ nhất là về con đường lây nhiễm và cái thứ hai là di chứng sau khi nhiễm SARS-CoV-2. Thì nói về con đường lây nhiễm thì hai bạn đều hỏi những câu hỏi rất thích hợp. Ví dụ như hiện nay thì người ta xác định lây nhiễm SARS-CoV-2 qua đường nào, thì thưa các bạn, chúng ta đều đã biết trên các phương tiện truyền thông đại chúng bằng các kiến thức khoa học thông thường, đó là đường hô hấp. SARS-CoV-2 gây ra bệnh COVID-19 là một bệnh viêm hô hấp cấp, và đặc điểm của bệnh viêm hô hấp cấp này là lan xuống đường hô hấp dưới khá là nhanh hơn các loại virus khác như là virus viêm mũi họng cấp thông thường, rhinovirus, adenovirus hay là virus cúm thông thường. Viêm SARS-CoV-2 sau khi gây viêm đường hô hấp trên thì cái khả năng lan của bệnh xuống đường hô hấp dưới khá là nhanh.
Các đường lan truyền thì ngoài đường hô hấp như đã nói gây ra bệnh viêm hô hấp cấp thì chúng ta phải lưu ý cái giọt bắn có chứa virus. Đối với bệnh viêm đường hô hấp thì người ta thường để ý đến hai cái nguồn lây từ cái người đã nhiễm bệnh, đó là giọt bắn có chứa các tác nhân gây bệnh. Các giọt bắn này thì nó có khả năng lây trong vòng 2 mét đổ lại từ cái nguồn phát ra các tác nhân gây bệnh. Một cái nguồn khác là nó lơ lửng trong không khí, người ta gọi là trong các giọt khí dung. Như chúng ta đã biết thì virus bản thân đó là một phân tử vật chất, nó không thể một mình nó bay trong không khí hay nó ở dưới đất mà nó gây bệnh, mà nó phải nhờ đến những cấu trúc sinh học như là cái tiết, như là cái giọt bắn hay là khí dung bay lơ lửng trong không khí. Thì như vậy chúng ta biết SARS-CoV-2 gây bệnh qua đường hô hấp, nhưng mà hồ bơi hay là các nơi đông người, siêu thị, bến xe vân vân, người ta đều lưu ý là giãn cách hay là bảo vệ, dùng các biện pháp phòng chống, là tại vì các giọt bắn hay các khí dung có thể tồn tại ở đó trong cái thời gian của nó. Ví dụ như hồ bơi thì nước hồ bơi có nhiều chất sát khuẩn thì nó đã diệt được khá nhiều vi sinh vật nếu nước hồ bơi đạt chuẩn. Tuy nhiên là cái sinh hoạt trong khi bơi, khi chúng ta tiếp xúc với nhau trong nước bơi, chúng ta lên khỏi hồ bơi, chúng ta vào phòng thay đồ vân vân, thì chúng ta có thể nhiễm mầm bệnh từ các cái người mang mầm bệnh nếu không giữ đúng các cái yêu cầu về phòng chống bệnh, phòng chống COVID-19. Một số cái đường lây truyền khác vẫn được đặt ra như đường tiêu hóa, tức là đường ăn uống, thì có người cho rằng một số người thích ăn những cái động vật hoang dã và không được nấu chín có thể bị lây nhiễm các cái virus gây bệnh từ động vật hoang dã như là SARS-CoV-2. Một số đường lây khác đã được không được công nhận cho đến nay, đó là đường lây đường máu, lây truyền từ mẹ qua con, đường quan hệ tình dục vân vân. Cái việc truyền mẹ qua con hay quan hệ tình dục thì nó vẫn là lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc gần, và chúng ta lưu ý là những cái giọt bắn hay là các khí dung phát sinh ra trong các hoạt động này sẽ làm cho virus lây lan qua đường hô hấp. Câu hỏi về di chứng của tôi xin giải thích thêm ở trong môi trường. Khi chúng ta có chúng ta đảm bảo giữ giãn cách vân vân thì có lây hay không, thì người ta nhận thấy cái tỷ lệ lây nhiễm do chúng ta có các biện pháp phòng chống rất là thấp. Ví dụ người ta đã công một số công trình nghiên cứu đã công bố, nếu hai người cùng đeo khẩu trang thì một người đeo khẩu trang, người nhiễm bệnh đã đeo khẩu trang và người không nhiễm bệnh cũng đeo khẩu trang, thì tỷ lệ lây truyền chỉ có dưới 25% mà thôi. Trong khi nếu người gây bệnh không đeo khẩu trang thì khả năng lây bệnh trên 75%. Vì vậy thì chúng ta giữ đúng cái khuyến cáo của các nhà chức trách y tế, thì xin quý khán thính giả chúng ta an tâm là chúng ta có thể không bị lây nhiễm bệnh. Tuy nhiên thì dù cho chúng ta áp dụng các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh tốt, nhưng mà chúng ta ở trong một môi trường không có được thông khí, như bạn có hỏi là trong phòng không có thông khí thì cái tỷ lệ có cao hơn do cái giọt khí dung, giọt bắn thì khí dung nó lưu thông trong phòng kín lâu hơn là ở môi trường thông khí. Do đó cái việc nhân đây cũng xin nhắc lại về cái việc phòng ngừa đối với phòng ốc, công sở, lớp học như sao, gia đình như sao, chúng ta phải có phòng thông khí với hai cái cửa đối diện được mở ra thì lúc đó chúng ta mới gọi là phòng thông khí. Nếu chúng ta chỉ mở một cửa cái hay mở một cửa sổ thì cái sự thông khí nó giảm đi khá nhiều, cái hiệu quả lưu thông khí để giảm cái tần suất lây nhiễm sẽ giảm đi. Như vậy đó là về cái sự con đường lây nhiễm. Qua cái thứ hai bạn có hỏi về di chứng sau khi bị COVID-19, thì thưa quý vị, ở đây bác sĩ Hà muốn xin nhắc lại hình ảnh của bệnh nhân 91 là một phi công người Anh đã từng được điều trị thành công ở Việt Nam, và ông đã vượt qua cửa tử quay về với đất mẹ là nước Scotland. Ông là người Anh và ông về quê mẹ là Scotland. Sau cái sự giúp đỡ của Việt Nam với bệnh nhân này, thì cái tình hữu nghị Việt Nam đối với Anh và Scotland tăng lên rất là cao. Tuy nhiên chúng ta cũng không khỏi buồn khi một phi công rất là khỏe trẻ, cân nặng trên 80 kg, cao trên 1m8, hiện nay thì ông về nước với những hoạt động sinh hoạt nhẹ nhàng, không có làm gì nặng được, tại vì ông bị di chứng thần kinh, tức là vẫn đang tập luyện một tí trị liệu, hiện nay thì hồi phục khá tốt. Như vậy thì qua đây chúng ta thấy rằng
virus khi đã vào cơ thể gây bệnh thì nó có thể gây ảnh hưởng đến các cơ quan. Chúng ta thấy là cái tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nhiễm COVID-19, nhiễm bệnh COVID-19 là do suy đa cơ quan. Như vậy thì các cơ quan trong cơ thể đều có thể bị ảnh hưởng. Người ta thấy rõ nhất là nó để lại những di chứng trên thần kinh, có thể gây cho bệnh nhân yếu liệt, có thể gây chứng động kinh, có thể gây thay đổi tiếng nói do thần kinh vân vân, có thể gây ảnh hưởng đến hệ miễn dịch là rõ ràng, làm cho giảm cái sức đề kháng của chúng ta và trong tương lai chúng ta cái sức đề kháng không còn tốt nữa. Có thể gây một số cái biểu hiện nhẹ ở da, ở đường tiêu hóa vân vân. Như vậy là các di chứng trên của COVID-19 trên cơ thể chúng ta thì các cơ quan đều có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên rõ ràng nhất cái di chứng là để lại ở đường hô hấp, tức là ở phổi nơi nó đã tấn công trực tiếp, và một số cơ quan lân cận như là thần kinh, như là đường tiêu hóa, da. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và hiện tại thì cũng có rất nhiều các bạn đoàn viên thanh niên đang quan tâm đến việc tiêm ngừa vaccine COVID-19. Và em xin phép đặt được câu hỏi đến từ bạn Nguyễn Quốc Thanh và bạn đến từ Đoàn Ban Quản lý Khu Công nghiệp Công nghệ Cao. Câu hỏi của bạn như sau. Em đã tiêm vaccine được một mũi, mọi người trong cơ quan đều có tác dụng phụ và chủ yếu là sốt nhẹ. Nhưng riêng em thì không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Không biết là cơ thể của em có đáp ứng vaccine hay không? Xin mời bác sĩ trả lời giúp bạn câu hỏi này. Cảm ơn câu hỏi của bạn Thanh. Thì đây cũng là một câu hỏi rất được đặt ra rất là nhiều ở những cái người dân cũng như là đoàn viên thanh niên là đã được tham gia chích vaccine mũi 1, mũi 2. Thì cái mục đích chính của việc tiêm vaccine là giúp cơ thể sinh ra được kháng thể để chống lại cái con virus SARS-CoV-2 này. Thì cái việc sinh kháng thể này thông qua việc là đưa một cái liều vaccine vào, nó có thể là một cái protein gai hay là một cái kháng nguyên để giúp cho cơ thể thông qua cái hệ thống miễn dịch hệ dịch hoặc là cái hệ thống miễn dịch của trung gian tế bào để sinh ra được cái lượng kháng thể chống lại cái con virus SARS-CoV-2 này khi là lỡ mà mình có một cái tác nhân SARS-CoV-2 xâm nhập. Thì cái việc mà đáp ứng với cái triệu chứng thì nó sẽ khác nhau giữa rất là nhiều người. Ví dụ có mình không thể nói là những cái người không có triệu chứng gì sau tiêm, ví dụ không có phản ứng sốt, không có phản ứng ngứa sau tiêm thì sẽ không tạo được kháng thể hoặc là cái lượng kháng thể nó sẽ yếu hơn so với những người là bị hành rất là nhiều. Người dân hay nói là hành nó, ví dụ như sốt cao liên tục hoặc là tiêu chảy hoặc là vân vân, thì cái đó mình không thể được vô triệu chứng cái phản ứng sau tiêm để mà mình nói được là cái lượng kháng thể của mình có nhiều hay ít. Dạ. Thì cái đó muốn thử thì mình chỉ có thể lấy máu thử được kháng thể thôi, nhưng mà mình cũng không cần thiết phải làm đến mức đó, tại vì trước khi đưa ra thị trường thì vaccine đã được nghiên cứu là nó có khả năng tạo kháng thể bao nhiêu phần trăm cho một cái loại vaccine khác nhau. Do đó mình không nên dựa vô những cái triệu chứng rất là khác nhau giữa từng người để mình so sánh là lượng kháng thể của mình sẽ được tạo ra nhiều hay ít hơn so với những người khác. Những cái phản ứng chung đó là những cái mà trong nghiên cứu người ta thấy là sau khi chích vaccine có người sẽ có thể có sốt nhẹ, có người có thể sốt cao, có người có thể nổi mẩn ngứa một xíu, thì đó là một số các cái phản ứng mà người ta đã thống kê và nghiên cứu ra được, chứ nó không dùng để khẳng định là cái lượng kháng thể mình được tạo ra nhiều hay ít. Dạ vâng, đó là tùy vào cơ địa đúng không bác sĩ? Dạ. Mỗi người đã tính với lại một cái vật lạ đưa vào cơ thể khác nhau. Dạ vâng. Như bác sĩ đã nói thì chúng ta không nên dựa vào cái triệu chứng lâm sàng, mình thấy phản ứng thì mình cho rằng là vậy là tốt. Mỗi người thì có một cái đó khác nhau. Chẳng hạn như bản thân bác sĩ Hà thì khi tiêm xong thì không thấy triệu chứng gì cả. Dạ. Mình hiểu rằng đây là mình đã tiếp nhận vào và cơ thể mình đã tạo ra được cái. Dạ vâng, cảm ơn các bác sĩ rất nhiều. Cho chị nói thêm một xíu, phản ứng với mũi 1 với mũi 2 cũng có thể khác nhau trên cùng một người. À. Ví dụ như bạn thân chị cũng đã được tiêm vaccine 2 mũi, mũi 1 thì cũng hơi bị một xíu là có choáng, chóng mặt, sốt rất là cao. Mũi đến mũi 2 hầu như không có triệu chứng gì hết. Dạ. Và mình cũng không thể nói là mũi 2 như vậy nó sẽ tạo ít kháng thể hơn. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ từ bác sĩ ạ. Và câu hỏi tiếp theo là đến từ bạn Nguyễn Văn Phước. Thưa bác sĩ, em đã được tiêm một liều vaccine AstraZeneca. Vậy mũi tiêm thứ hai, em có được tiêm loại vaccine khác hay không? Hay là em phải chờ cho đến khi có vaccine AstraZeneca mới? Và các bác sĩ cho em hỏi là nếu như đợi quá lâu thì vaccine từ mũi thứ nhất có còn tác dụng hay không? Và đồng thời bạn Vũ đến từ Đoàn Cục Thuế cũng đặt câu hỏi như sau. Nếu COVID-19 tiếp tục biến thể thì vaccine có còn phát huy tác dụng của mình không ạ?
lên quý vị khán giả. Chúng ta biết rằng là vaccine tạo ra thì nó có hiệu quả khá cao với điều chỉnh trong cộng đồng đạt yêu cầu. Thường thường người ta nói cái tỷ lệ trong cộng đồng chúng ta tiêm khoảng 80% để lên thì hầu như là đạt hiệu quả miễn dịch cho cộng đồng trong tương lai. Một cái vaccine tạo ra thì không chỉ chống một cái biến thể của virus. Nên người ta chế ra vaccine dựa vào nguyên cái chủng virus đó, nguyên cái loại virus đó. Như vậy thì có thể trong quá trình sinh sôi nảy nở phát triển virus có thể gây biến chủng, như vậy có thể làm thay đổi chút ít cái hiệu quả của vaccine. Tuy nhiên thì xin bạn cũng đừng lo lắng quá, tại vì dù cơ bản dù sao đi nữa thì cơ bản vaccine vẫn diệt được cái chủng coronavirus. Có thể nó thay đổi không chịu thì không những dựa vào cá nhân gây bệnh các biến chủng mà nó còn tùy vào cái loại vaccine. Ví dụ đó là một cái loại virus giảm độc lực hay là virus bất hoạt hay là chỉ một phần nhỏ của virus được đưa vào để làm vaccine thôi. Và thậm chí trong cùng một loại vaccine thì các hãng, các công ty khác nhau, các nhà nghiên cứu khác nhau cũng có thể chế khác nhau. Nhưng mà nhìn chung thì đều nhắm vào cái loại coronavirus thì hiệu quả nó cũng có. Và tôi cũng xin nói thêm là thậm chí có một số trường hợp chích kháng vaccine kháng cúm thì cũng có thể điều trị được coronavirus. Là có những cái kháng thể chéo như vậy. Cơ thể chúng ta cũng khá là phong phú, khá là hay. Chúng ta khi tạo được kháng thể thì nó có thể bảo vệ chống lại những cái tác nhân gây bệnh gần giống nhau trong cùng một cái dòng họ virus vi trùng. Câu hỏi tiếp theo của bạn là điều thứ hai thì mình có nên chờ để tiêm được tiêm vaccine cùng loại với lần tiêm vaccine thứ nhất hay không? Thì thưa quý vị là trước đây thì nó như vậy, tại vì một cái loại vaccine do một nhà sáng tạo chế ra là làm ra thôi. Nhưng mà khi có đại dịch thì các nhà sáng chế ra vaccine cùng nhau hợp tác, cùng nhau thúc đẩy phát triển vaccine thì việc này cũng đều giúp chúng ta phòng ngừa coronavirus. Cho nên như vậy thì hiện nay theo Tổ chức Y tế Thế giới thì đã cho phép mũi thứ hai chúng ta có thể tiêm một loại vaccine của hãng khác, miễn là vaccine đó để phòng ngừa SARS-CoV-2. Bạn có hỏi là trong tương lai nhiều biến chủng nữa thì các vaccine hiện tại có hiệu quả hay không? Thì như tôi đã nói, có thể hiệu quả của nó có giảm đi do nó vaccine nó tạo ra những kháng thể tập trung vào những cái phần tử vật chất trên con virus trước đó. Cái loại biến chủng mới nó có thể thay đổi một cái gai protein trên cái phân tử virus chút xíu, nhưng mà dù sao nó vẫn có hiệu quả đối với cái chủng mới. Và đặc biệt khi tiêm vaccine người ta lưu ý đến cái miễn dịch cộng đồng. Như vậy đối với một cộng đồng được tiêm vaccine đạt yêu cầu tỷ lệ của cộng đồng thì chúng ta thoát được bệnh. Dạ vâng, bây giờ tiếp tục thì là những câu hỏi liên quan đến vaccine COVID-19. Câu hỏi đến từ bạn Nguyễn Thị Hằng. Bạn hỏi như sau: các bác sĩ cho em hỏi là vừa mới tiêm các loại vaccine khác như là rubella này hay HPV thì có được tiêm vaccine COVID-19 hay không? Và sau bao lâu thì bạn có thể tiêm vaccine? Và những người dùng thuốc kháng sinh thì có nên tiêm vaccine không vậy thưa bác sĩ? Thì cái vaccine nếu như bạn đã có từng tiêm vaccine khác, ví dụ như là rubella, cúm v.v. thì bạn có thể tiêm vaccine COVID sau 14 ngày. Tức là sau 14 ngày sau khi tiêm vaccine đó thì bạn có thể đăng ký tham gia tiêm vaccine COVID. Còn cái việc mà dùng kháng sinh có ảnh hưởng đến việc tiêm vaccine hay không thì hiện nay trong cái khuyến cáo về khám sàng lọc đó, thì chỉ những bệnh nhân là có đang sử dụng corticoid liều cao. Liều cao thì bạn nào có bệnh thì sẽ biết là corticoid là thuốc gì. Thì khi mà đang dùng corticoid liều cao đó thì Bộ Y tế cũng như Sở Y tế thì khuyến cáo là phải ngừng thuốc trước 14 ngày thì mình mới có thể tiêm vaccine, tại vì những thuốc này nó ức chế cái hệ miễn dịch của mình. Thì xin chia sẻ với các bạn. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ. Và câu hỏi tiếp theo là đến từ bạn Lường Quang Bảo gửi tới chương trình. Thưa bác sĩ, những đối tượng nào không được tiêm vaccine COVID-19, đối tượng nào phải được tiêm vaccine tại bệnh viện và người được tiêm vaccine thì cần phải chuẩn bị những gì trước khi đi tham gia tiêm vậy bác sĩ? Đây là một cái câu hỏi mà hiện nay, trong thời điểm hiện nay được đặt ra khá nhiều. Tại vì chúng ta đang bước vào một cái đợt tiêm chủng diện rộng cho cộng đồng. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế vào quyết định được ra vào tháng 6 năm 2021 thì hướng dẫn khám sàng lọc các đối tượng trước tiêm chủng thì có phân loại các đối tượng như sau. Các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng là những người trong độ tuổi tiêm chủng và không có các cái bệnh lý nền hay những cái bệnh cần
phải lưu ý trong các cái nhóm còn lại, gọi là các nhóm cẩn thận trong tiêm chủng, các nhóm trì hoãn tiêm chủng hay là chống chỉ định tiêm chủng. Như vậy thì nhóm thứ hai là các đối tượng cần cẩn thận trong tiêm chủng là những người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác, người có bệnh nền, người trên 65 tuổi, vân vân. Các đối tượng trì hoãn tiêm chủng là đang mắc bệnh cấp tính hoặc mạng tính đang tiến triển mà chưa kiểm soát được. Những người suy giảm khả năng đáp ứng miễn dịch nặng hoặc là ung thư giai đoạn cuối. Và trong vòng 14 ngày đã có điều trị corticoid như bác sĩ Hoa Vi đã cung cấp thông tin về chúng ta. Chúng ta phải ngưng corticoid trên 14 ngày thì chúng ta tiến hành tiêm chủng được. Hoặc là đã mắc Covid-19 trong vòng 6 tháng thì lúc này khi người ta cho rằng cái khả năng miễn dịch chúng ta đang có là chúng ta trì hoãn tiêm chủng. Trong tương lai chúng ta có thể tìm lại nếu xuất hiện các biến chủng mới. Chống chỉ định là những trường hợp có tiền sử phản vệ với bất kỳ cái loại thuốc nào có chống chỉ định của nhà sản xuất thì chúng ta thuộc diện chống chỉ định. Như vậy thì theo hướng dẫn của Bộ Y tế chúng ta có 4 đối tượng như vậy thì chúng ta sẽ được các nhà lâm sàng, các nhà các bác sĩ, các thầy thuốc khi khám sàng lọc trước khi tiêm sẽ có lời khuyên hữu ích cho từng cá thể. Khi chuẩn bị tiêm chủng thì các bạn cũng đều biết khi chúng ta tiến hành một cái biện pháp, một cái thủ thuật điều trị hay ở đây là dự phòng, chúng ta cũng cần có hai yếu tố, thứ nhất là về tinh thần và tâm lý, thứ hai là về thể chất. Tâm lý là chúng ta trước một cái thủ thuật, một cái được chẩn đoán, một cái thủ thuật, một cái phẫu thuật nào cũng vậy, phải có một tâm lý thật ổn định, phải tin tưởng rằng cái việc tiêm chủng này giúp đỡ cho chúng ta, giúp đỡ cho cộng đồng của chúng ta. Chúng ta an tâm rằng tiêm chủng vaccine thì cái tỷ lệ tai biến không có đáng kể và cái điều đó đã được chứng minh qua tại Việt Nam. Vậy thì với cái tâm thần, cái tâm lý, tinh thần thoải mái như vậy chúng ta bước vào cuộc tiêm thì cái tỷ lệ tai biến hay thành công hầu như không có. Về thể chất thì chúng ta vẫn phải có một cái thể chất khỏe mạnh hàng ngày. Trừ trường hợp chúng ta đang vào đợt cấp, chúng ta phải bị trì hoãn tiêm chủng để chờ những đợt sau. Nếu mà chúng ta khỏe mạnh, không có vấn đề gì bất thường ngày hôm đó thì chúng ta có thể tiêm được. Và chúng ta vẫn phải tiến hành các cái nền nếp sinh hoạt hàng ngày đều đặn, không gì tiêm chủng mà có thể hôm đó chúng ta phải dậy quá sớm hay chúng ta phải mất ngủ. Và chúng ta vẫn phải dùng những cái thuốc nếu chúng ta bị mắc một số bệnh mãn tính, ví dụ như mũi dị ứng thì mình dùng theo cái thuốc của chống dị ứng, tiểu đường thì dùng theo cái thuốc tiểu đường, cao huyết áp thì dùng thuốc cao huyết áp để ổn định cái cơ thể mình trước khi tiêm chủng. Người ta khuyên rằng nên ăn nhẹ để có cái năng lượng trong cơ thể, uống đủ nước. Và đối với một số người do cái sức khỏe không có tốt lắm, ví dụ mạnh bị yếu hoặc là đang điều trị tiểu đường lên thì chúng ta có thể chuẩn bị một số thức ăn nhẹ sau khi tiêm chủng xong thì chúng ta có thể ăn để cho có cái gì trong cơ thể, trong đường tiêu hóa để chúng ta cảm thấy an tâm, không có bị rơi vào một số trường hợp như là rất xỉu hay là mệt mỏi mệt sau khi tiêm. Đó là cái sự chuẩn bị của chúng ta cũng như thông thường thôi. Tiêm vaccine thì là một cái thủ thuật nhẹ nhàng, dưới da, trong da rất là nhẹ nhàng, nên không cần phải có một cái sự chuẩn bị gì đặc biệt. Dạ vâng, thưa bác sĩ, có một câu hỏi mà chắc là hiện nay rất nhiều bạn khán giả đang quan tâm, đó là thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đang triển khai việc cách ly F1 và F0 không có triệu chứng tại nhà. Vậy các bác sĩ có thể giải thích thêm cho mọi người cùng biết thế nào là F0 không có triệu chứng và những trường hợp F0, F1 được cách ly ở nhà có gây nguy hiểm cho những người trong gia đình hay không? Và những người ấy thì cần phải đáp ứng những nhu cầu gì trong quá trình cách ly vậy bác sĩ? Dần dần chúng ta sẽ tiến đến là cách ly tại nhà. Cái này cái xu hướng trên thế giới thì chúng ta thấy là khi hệ thống y tế nó quá tải và khả năng lây nhiễm chéo khi hệ thống, khi các cơ sở y tế quá tải như vậy khá là cao, sẽ dẫn đến cái tỷ lệ tai biến hay tử vong cao. Cho nên cái việc phân loại để có thể điều trị tại nhà, theo dõi và điều trị tại nhà những trường hợp không triệu chứng hay triệu chứng nhẹ là cần thiết. Đó chúng ta sẽ đi theo thế giới mà thôi. Yeah. Chúng tôi nhận thấy là trên thế giới thì khi có một ca F0 hay là F1 tại nhà thì chúng ta tuân thủ các cái quy tắc về phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng nhỏ, tức là đây là trong gia đình. Ví dụ người ta sẽ có một cái tầng nhà riêng để dành cho người phải bị cách ly. Với những cái sinh hoạt riêng, cái
những cái dụng cụ riêng được xử lý đúng cái không gian riêng. Thậm chí có những gia đình thì người bị mắc bệnh, người ta tự giác ở trong phòng kín đáo trong suốt cái thời gian không có dám ra ngoài, chỉ đến khi đến giờ ăn uống thì người thân mang thức ăn để lên cái hành lang chung của nhà, và sau người thân đi xuống và người bệnh tự mở cửa ra lấy vào. Nói chung là họ vẫn giữ một cái giãn cách rất là tốt để cách ly, để thực hiện đúng cái cách ly. Vâng, xin được cảm ơn câu trả lời của bác sĩ ạ. Và bây giờ thì là câu hỏi cuối cùng của chương trình. Em xin phép được thay mặt các bạn khán giả và mong muốn được lắng nghe những lời khuyên đến từ các bác sĩ trong việc phòng ngừa lây nhiễm bệnh và chăm sóc sức khỏe, tăng cường sức đề kháng để phòng chống COVID-19 trong tình hình hiện nay. Với lại phụ thuộc vô từng cái nhóm đối tượng khác nhau, ví dụ nhóm bệnh nền, cơ xương khớp vân vân thì sẽ được bác sĩ tư vấn những cái động tác, những cái cách tập cho nó phù hợp với từng bệnh. Còn những bạn trẻ, ví dụ trong sức lao động bình thường thì mình vẫn tập cái cường độ tương đối là cao một xíu, giống như các bạn tập gym hoặc đơn giản là tập các động tác về gym tại nhà hoặc là yoga tại nhà. Và cái thời gian tập để đảm bảo duy trì sức khỏe tốt thì nó trung bình là khoảng ít nhất là 30 phút mỗi ngày, và mình nên duy trì mỗi ngày thì nó có quy định là như vậy. Còn cái việc mà ngủ đủ giấc và nghỉ ngơi hợp lý thì các bạn cũng biết rồi, mình cũng cố gắng để duy trì cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cho nó phù hợp. Để mình cân đối cái việc làm việc tại nhà cũng như là nghỉ ngơi hoặc thể dục. Còn về chế độ ăn uống hợp lý và điều độ thì các bạn chú ý giúp là mình vẫn phải ăn uống đầy đủ các nhóm chất đạm, tinh bột, chất xơ và chất béo. Thì cái phân bổ này để chia sẻ cho quý vị khán giả cái cách tính nó cũng rất là đơn giản, để mình có thể tính một cái lượng đầy đủ cho mỗi bữa ăn. Tại vì bây giờ cũng nhất là những bệnh nhân bệnh nền có đái tháo đường hoặc hội chứng chuyển hóa rối loạn mỡ máu hoặc cũng kiêng rất là nhiều thức ăn, mà thật sự là nó dẫn đến những cái sai lầm. Ví dụ như có những cái chế độ ăn mà không ăn tinh bột, hoặc là chế độ ăn các bạn hay nghe là nhất là các bạn sinh viên là bạn nữ mà giảm cân hay ăn low carbohydrate thì nó cũng không đúng, và nó sẽ làm cho sức đề kháng cơ thể mình giảm đi. Và vậy thì mình phải ăn uống đầy đủ các nhóm chất thì cơ thể mình mới hoạt động tốt được. Thì cái cách tính rất là đơn giản là các bạn có thể dùng cái nắm tay hoặc là dùng cái dĩa thức ăn khoảng 22-25 cm đường kính. Thì các bạn chia làm 4, thì 1/4 nó phải là tinh bột, 1/4 là đạm, và 1/2 là rau củ trái cây. Và đa dạng các loại rau củ trái cây thì mình sẽ được có nhiều loại vitamin và khoáng chất để làm cho sức đề kháng của mình tốt hơn. Một cái nguyên tắc thứ hai mà các bạn có thể ứng dụng đó là cái nguyên tắc nắm tay này cũng đơn giản nè. Các bạn có thể nắm tay của mỗi người, mình có thể là tinh bột nó sẽ bằng một cái nắm tay của chính người đó. Với những người có bệnh nền, ví dụ đái tháo đường thì mình sẽ giảm bớt được tinh bột đi một xíu. Ví dụ một nắm tay này tương đương khoảng 1 chén cơm, thì người đái tháo đường mình có thể ăn khoảng 1 chén hoặc 2-3 chén, tức là mình ít cái lượng tinh bột đi một xíu thôi, chứ mình không hoàn toàn loại bỏ tinh bột trong bữa ăn. Rồi ví dụ như rau thì nó sẽ là 2 cốc tăng như vậy. Đó là sau khi đã luộc chín lên rồi thì cái lượng như vậy. Rồi cái lượng đạm nó sẽ khoảng 1 lòng bàn tay của mình, độ dày bằng như vậy luôn. Lượng dầu ăn vẫn phải có, khoảng 1 ml dầu ăn tức là tương đương với 1 nắm tay này. Thì đó là những cái cách tính đơn giản để các bạn có thể ứng dụng cho chính các bạn cũng như người nhà của các bạn, những người lớn tuổi có bệnh nền, mình có thể giảm bớt cái lượng tinh bột đi một xíu. Nhưng cái tỷ lệ nó vẫn phải hài hòa giữa các nhóm chất. Thì đó là về chế độ ăn. Các loại rau củ thì các bạn nhớ, và trái cây thì nó phải linh động và thay đổi đa dạng các loại. Mình không ăn hoài một cái loại, ví dụ cứ ăn hoài bí hoặc là ăn hoài rau xanh thì nó cũng không đủ các nhóm chất, do đó mình đa dạng, càng đa dạng càng tốt giữa các bữa ăn. Đó là chia sẻ để chúng ta cùng nâng cao sức đề kháng để bảo vệ chính cơ thể mình trước. Lỡ có nhiễm bệnh thì mình cũng dễ dàng vượt qua bệnh một cách bình thường như những bệnh nhân không có triệu chứng. Riêng đối với những người có yếu tố nguy cơ như nãy mình chia sẻ là những người có bệnh nền, béo phì hoặc là người lớn tuổi, thì cái này các bạn phải đặc biệt chú ý. Tại vì trong cái thời của Covid này thì có rất nhiều bệnh nhân có bệnh lý mãn tính thì lại không được quan tâm chăm sóc một cách chu đáo như trước đây, vì lý do là đến bệnh viện cũng khó khăn. Thì các bệnh viện hầu như cũng đã triển khai khám online và tư vấn online. Do đó các cái bệnh nhân có bệnh nền cố gắng tuân thủ chế độ điều trị và tư vấn online cho các bác sĩ. Đặc biệt nếu như bạn có bác sĩ gia đình
thì theo dõi càng tốt. Thì có bất kỳ vấn đề gì các bạn nên liên hệ online với các bác sĩ để người ta chỉnh thuốc cũng như là cái chế độ ăn cho phù hợp với cái bệnh nền của mình, để đảm bảo bệnh nền của mình ổn định. Thì lỡ mình có nhiễm Covid, khi bệnh nền ổn thì cái việc mà diễn tiến nặng nó cũng sẽ khó hơn so với cái việc mình để cho cái bệnh nền của mình nó không được kiểm soát tốt theo đúng cái mục tiêu của từng cái bệnh. Tôi chia sẻ với các bạn. Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ Mali đã cho một cái tổng quan khá là đầy đủ về cái việc dinh dưỡng, rèn luyện, và bác sĩ còn cho thêm chúng ta không nên gì những cái xử lý bệnh nền tiếp theo trong cái mùa đại dịch. Đó là những cái việc rất là cần thiết. À, bác sĩ Hà cũng xin trao đổi thêm với quý vị khán thính giả về các cái biện pháp phòng chống. Khi chúng ta như đã trình bày, một cái bệnh tật xảy ra chúng ta có hai cái hướng phải có sự phát triển đầy đủ. Cái hướng là nâng cao sức đề kháng cơ thể và chúng ta sẽ có thể nhiễm, chúng ta vẫn vượt qua được bệnh tật. Một cái hướng nữa là chúng ta phòng chống cái tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Thì bác sĩ Hà xin trao đổi về cái việc phòng chống SARS-CoV-2. Như chúng ta đã biết thì các nhà chức trách y tế, đặc biệt là Bộ Y tế chúng ta đưa ra một cái thông điệp tiếng Việt rất là dễ nhớ, dễ hiểu, đó là 5K. Mong rằng tất cả chúng ta, từ cá thể trong cộng đồng, từ cái cộng đồng nhỏ đó là gia đình, phòng học, lớp học, công sở, chúng ta thực hiện tốt 5K thì chúng ta hầu như là rất là an tâm đi qua mùa dịch. Tại vì ví dụ như đã nói, việc đeo khẩu trang, trong khi một số nước quá tự do trên thế giới bàn cãi việc đeo khẩu trang có cần thiết hay không, thì tôi xin công nhận về ý kiến cá nhân tôi là rất cần thiết. Cái việc này đã chứng minh qua lịch sử của ngành y khoa, có bác sĩ phẫu thuật nào bước vào phòng mổ mà không đeo khẩu trang, có bác sĩ nào khám bệnh mà không đeo khẩu trang. Tại sao mấy trăm năm nay người ta đã người thầy thuốc đã đeo khẩu trang? Tại vì người ta nhận thấy rằng tỷ lệ bệnh lây nhiễm cho từ bệnh nhân qua thầy thuốc xuống rất là thấp khi chúng ta thực hiện đúng việc này. Thì việc đeo khẩu trang cũng không cần nói lại cái cách đeo như thế nào, tại vì chúng ta đã qua truyền thông đại chúng đã được hướng dẫn khá là kỹ. Nhưng mà cũng xin chia sẻ một vài tình huống để chúng ta lưu ý giúp cho xử lý những tình huống trong gia đình của chúng ta. Ví dụ một cháu nhỏ đi ngoài đường, cháu đeo khẩu trang rất là cẩn thận, mặt phải mặt trái đúng, từ trên từ dưới đúng, có việc uốn nắn cái từ trên của khẩu trang, cái thanh kim loại áp sát sống mũi vân vân, rất là đúng hướng dẫn của nhà chức trách y tế, rất đáng khen. Nhưng mà về nhà vừa đến nhà cháu mừng quá, cháu lấy hai tay xoa lên khẩu trang mặt ngoài để gãi mũi hay gãi miệng, thì mẹ cháu lập tức la, ơi con làm bậy quá, như vậy là không được vân vân. Thì cũng xin quý vị chúng ta cũng bình tĩnh, đừng quá lo lắng về việc này, lập tức chúng ta hướng dẫn cháu tháo bỏ khẩu trang và ngà rửa tay nha. Thì cái việc rửa tay, chúng ta phối hợp khẩu trang và khử khuẩn, tức là rửa tay cho khuẩn nó trôi đi, gọi là khử khuẩn, thì chúng ta đã có thể phòng ngừa được bệnh. Con nít, trẻ em thì tất nhiên cháu với cháu ý thức và từng cái phản xạ của cháu không được như người lớn chúng ta, cho nên thôi những cái tình huống xảy ra chúng ta phải biết cách xử lý, chứ không nên quá lo lắng mà la mắng cháu nhiều, có khi lại làm cho cháu lo lắng về bệnh tật nhiều hơn. Một cái chuyện thứ hai là về khử khuẩn. Ở đây thì khử khuẩn có hai hướng, chúng ta sẽ làm trôi đi các cái tác nhân gây bệnh, ở đây cụ thể là SARS-CoV-2 khỏi cơ thể chúng ta, bị vào hai bàn tay, bằng cách chúng ta rửa xà bông với vòi nước chảy, nước sạch, vòi nước chảy. Bác Hà đã có thấy một số cái tình huống là các anh chị trong cái trường hợp đó cũng cẩn thận, cũng rửa tay, nhưng mà rửa tay trong một cái thau nước và rửa dài lần rồi mới đổ cái thau nước để lấy cái thau nước mới, thì đó không đúng chút nào. Như vậy thì qua mùa dịch bệnh này chúng ta nên lưu ý những cái việc nhỏ như vậy nên được thực hiện đúng, tức là theo khuyến cáo rửa tay của Bộ Y tế là rửa tay bằng xà bông dưới vòi nước chảy, dưới dòng nước đang chảy. Thì hy vọng rằng không nhiễm trong cái kỳ đại dịch Covid-19 này, mà trong tương lai chúng ta áp dụng những cái việc khác đều phải cho rửa rau, rửa các cái dụng cụ dưới vòi nước chảy. Đó là một cái việc làm đúng đối với kiểm soát khử khuẩn. Ở đây cũng nói thêm về cái việc khử khuẩn, đó là khử khuẩn khi chúng ta dùng xà bông, chúng ta dùng nước rửa tay nhanh để diệt, để tẩy các cái loại tác nhân gây bệnh khỏi bàn tay của chúng ta. Nhưng mà còn một cái khử khuẩn khác nhẹ nhàng hơn, ở đây có thể bác sĩ Hà dùng giữ giảm khuẩn. Tại vì trong ngành tay mũi họng thì cái việc chăm sóc miệng, họng và mũi cũng khá là cần thiết. Người ta đã có khá nhiều nghiên cứu cộng đồng cho thấy rằng
các dịch cúm hay các dịch viêm hô hấp cấp vào các mùa dễ bị bệnh như mùa đông ở các nước tiến bộ, nước hiện đại thì có giảm đáng kể nếu chúng ta vừa thực hiện việc súc miệng, súc họng và xịt mũi hàng ngày tốt. Việc súc miệng thì cần thiết là tại vì lợi của chúng ta cũng hay bị viêm, do răng lợi là cái vùng mà phải hoạt động nhiều, phải tiếp xúc với các thức ăn nhiều, cho nên nếu bị viêm thì người ta đã nhận thấy cái tác nhân gây bệnh qua đường lợi vào máu cũng khá là nhanh. Đặc biệt là SARS-CoV-2 thì nó cũng hay bám vào những cái mạch máu ở lợi để nó đi nhanh vào cơ thể. Còn việc xịt mũi bằng đưa cái lượng nước lớn vào mũi hay xịt thành dòng thì xin để cho bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng chỉ định cho quý vị. Ví dụ chúng ta có viêm xoang, có mũ trong xoang thì chúng ta mới rửa bằng cái lượng nước lớn để làm sạch cái mũ đó, hết xoang mau được một hơi. Còn trong cái đối với người bình thường hoặc là chúng ta sống ở môi trường có nhiều dịch bệnh hay có nhiều tác nhân gây bệnh như trong đại dịch này thì chúng ta chỉ cần xịt mũi phun sương và hủy các cái chất dư thừa trong mũi ra là đủ. Những cái giọt sương của nước muối trong cái xịt mũi phun sương nó chỉ bay vào nửa mũi trước của chúng ta mà thôi, thì nó giúp cho ẩm cái vùng đó, và vùng đó hay bị khô do là cái cửa ngõ của đường hô hấp, cho nên rất dễ bị khô và dễ tạo bẩn. Và chúng ta giúp cho cái mũi được đẩy những cái đó ra ngoài thì như vậy cái khả năng mầm bệnh tồn tại trong đó nó ít đi. Đây là cũng một biện pháp tôi tạm đặt là giảm khuẩn, nhưng mà chính là giúp cơ thể chúng ta khử khuẩn. Ngoài ra thì còn giãn cách thì như đã lưu ý các bạn rồi, quý vị nhân cái việc nói là cách ly hay là giãn cách hành lý rồi, chúng ta cố gắng đảm bảo cái giãn cách. Về cái điều này đòi hỏi ý thức của mỗi người dân chúng ta, đó là việc xếp hàng, giữ giãn cách trong mọi tình huống, trong mọi thời điểm, chứ không phải chúng ta chỉ giãn cách đúng cái lúc có sự quan sát của nhà chức trách. Khi không có nhà chức trách thì chúng ta lại dồn cuộc lại thì nó mất cái ý nghĩa của giãn cách đi, và vô tình chúng ta hủy hoại cái công sức chúng ta giãn cách trước đó. Tất nhiên còn khai báo y tế và không tụ tập thì chúng ta phải đảm bảo đúng theo yêu cầu của các nhà quản lý. Đó là cái trao đổi thêm của bác sĩ Hà về việc chúng ta áp dụng các biện pháp phòng chống sao cho hiệu quả và tránh mắc một số cái sai lầm trong việc ứng dụng chiến dịch năm cái chiến lược 5K của Bộ Y tế. Dạ vâng, xin cảm ơn các bác sĩ rất nhiều. Và thưa toàn thể quý vị, thưa các bạn đoàn viên thanh niên và các chiến sĩ tình nguyện thân mến, thông qua chương trình ngày hôm nay, mong rằng chương trình đã giúp cho các bạn có thêm thật nhiều kiến thức, thông tin hữu ích để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình, cho gia đình và cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh cho toàn xã hội chúng ta. Và mong rằng chúng ta hãy cùng nhau thực hiện mục tiêu mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid-19 các bạn nhé. Và rất cảm ơn các bác sĩ ngày hôm nay đã dành thời gian cũng như là chia sẻ thông tin rất hữu ích. Xin chúc các bác sĩ sẽ có thật nhiều sức khỏe trong thời gian tới ạ. Cảm ơn Hằng Yến và xin chào quý vị khán thính giả. Cảm ơn quý vị khán thính giả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn.